Chào mừng các bạn đã đến với thế giới của những bộ tộc độc và lạ. Và ngay bây giờ mình cùng các bạn khám phá, giật mình cuộc sống vương giả của vị vua siêu nhân ở châu Phi. Gia đình hoàng gia Benin hiện đang trở thành đối tượng thu hút khách du lịch rất lớn tại châu Phi. Nhờ bề dày lịch sử hơn 800 năm, cùng với siêu năng lực khiến người dân tại đây luôn phải tôn sùng họ. Cho tới cuối thế kỷ 19 thì Benin vẫn là một siêu cường quốc tại châu Phi và được trị vì bởi gia đình hoàng gia có lịch sử tồn tại từ những năm 1200. Ngày nay, những vị vua của Benin, một đất nước nằm tiếp giáp Nigeria và Togo này, đã hoàn toàn mất đi thực quyền, nhưng những phong tục và sự sùng kính của người dân đối với họ vẫn được giữ nguyên mà không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Bên cạnh đó, nhà vua cùng hoàng hậu tại Benin vẫn được kính trọng và đối xử như bậc vương giả, trong khi trẻ em lại tin rằng họ có siêu năng lực tàng hình trong đêm tối. Ngoài ra, theo phong tục truyền thống thì những vị vua Benin sẽ được dứt đi trên những chiếc kiệu hoặc xe người kéo. Xung quanh là hàng loạt phụ nữ ăn mặc sặc sỡ gõ chuông để thông báo với bàn dân thiên hạ rằng gia đình hoàng gia đang tới. Đồng thời, khi ở trong nhà hay có việc phải ra ngoài, vua của Benin luôn có lọng tre trên đầu, một dấu hiệu cho thấy sự quan trọng của họ. Tất nhiên, chỉ có nhà vua mới được che lọng, và những chiếc lọng này sẽ được quay theo chiều kim đồng hồ, một biểu tượng cho sự trường thọ vĩnh cửu. Trên những chiếc lọng sẽ là hình ảnh biểu tượng quyền lực của nhà vua như quyền trượng, sư tử hay báo. Đặc biệt hơn, khi không di chuyển bằng kiệu hay xe người kéo, thì những vị vua quyền lực sẽ đi xe hơi như Nissan hay Toyota. Sở thích này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn phương Tây, mà nó để thể hiện sự giàu có và quan trọng của những vị vua xứ Benin. Dàn xe hơi có biển số đặc biệt cũng thể hiện sự quan trọng của những người đang ngồi trên xe. Chính vì sự vương giả đến kỳ lạ trên mà gia đình hoàng gia Benin hiện đang trở thành đối tượng thu hút khách du lịch cực tốt tại châu Phi. Qua đó, nhà vua xứ Abomey sẽ thu $400 để du khách có thể chụp hình ông cùng với các bà vợ trong cung điện, trong khi những vị vua khác lại tiến hành thu tiền từ người dân để đổi lấy sự bảo hộ và chúc phúc. Thậm chí, nhiều người ở Benin còn tin rằng ma thuật luôn gắn liền với gia đình hoàng gia. Vẻ mé vô to nhông vua xứ Yunnan được gọi là vua của bóng đêm và được cho là có siêu năng lực mỗi khi màn đêm buông xuống. Không kém cạnh gì, và Gidea Hồ Tông Di Sẻ Vẻ Nghi vua xứ Saver luôn lại có ngai vàng, là một chiếc ghế trứng kiểu Thụy Điển và luôn có vệ sĩ vây quanh. Để chụp ảnh vị vua này thì trước tiên bạn phải quỳ lạy ông ta để thể hiện sự tôn trọng. Những vị vua ở đây cũng luôn có đội ngũ bác sĩ phù thủy đi kèm nhằm xua đuổi vận xui và kẻ thù. Đôi khi những vị bác sĩ phù thủy này cũng rất nổi tiếng vì theo người dân địa phương thì họ có thể chữa trị mọi loại bệnh tật từ ung thư cho tới HIV/AIDS. Nhà vua luôn được che lọng ngay cả khi đang ngồi dưới mái che. Những người phụ nữ ăn mặc sặc sỡ gõ chuông để thông báo nhà vua đang tới. Vẻ mặt to nhông vua xứ Yunnan được tin là có siêu năng lực mỗi khi màn đêm buông xuống. Và Gidea Hồ Tông Di Sẻ Vẻ Nghi vua xứ Savalu đang ngồi trên ngai vàng là một chiếc ghế trứng đặc biệt. Một vị vua tới từ vùng Ogia với chiếc vương miện bằng vàng được trang trí cầu kỳ. Dada Vo Nhông, một vị bác sĩ phù thủy, đeo những chiếc vòng hạt với tác dụng xua đuổi tà ma. Sứ giả của vua Jaffin nước Nigeria tới thăm Benin. Những sứ giả này phải che mặt, dùng gậy dò đường và không được nói chuyện với người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, các bạn dành chút thời gian nhấn like, share để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn xem video vui. Chuyện lạ có thật về bộ não con người. Bộ não của chúng ta đặc biệt ở chỗ nó có thể giải quyết các vấn đề phức tạp nhất của con người, mở khóa những bí mật của vũ trụ. Đồng thời, khối chất xám cực kỳ bí ẩn này còn có thể sống sót qua những tai nạn lạ lùng nhất. Cuộc phiêu lưu của bộ não Einstein sau ngày thiên tài này qua đời, người có ít tế bào thần kinh nhất nhưng vẫn sống bình thường hay họa sĩ phát lộ tài năng sau ca chấn thương não, nằm trong số những câu chuyện kỳ lạ ấy. Những chuyện khó tin về bộ não người. Với thiên tài như Albert Einstein, bộ não của ông làm việc như thế nào? Cũng câu hỏi ấy, nhà nghiên cứu bệnh học Thomas Harvey đã quyết định tìm ra câu trả lời. Trước khi qua đời vào năm 1955, Einstein có mong muốn sau này sẽ được hỏa táng, và trong nghi lễ trang trọng, bộ não cũng bị thiêu cùng. Tuy nhiên, được sự cho phép của Bệnh viện Princeton, ông Thomas Harvey đã có được nguyên bộ não của Einstein trong quá trình khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, Harvey không phải là một nhà thần kinh học nhưng vẫn muốn chiếm hữu bộ óc thiên tài nên các quan chức bệnh viện yêu cầu ông giao bộ óc. Ông này từ chối và bị sa thải, sau đó Thomas Harvey chiếm hữu luôn hiện vật có giá trị này. 40 năm tiếp theo, những mảnh của khối óc nhà bác học Albert Einstein trải qua hành trình bôn ba khắp nơi cùng với Harvey.
ông Harvey cũng gửi những mẫu này tới một số nhà nghiên cứu nhưng hầu hết các kết quả không có gì mang tính đột phá. Thất vọng, Harvey cuối cùng trả bộ óc cho bệnh viện Princeton và ông này đã qua đời năm 2007. Tự xử để trị bệnh. Do gặp phải căn bệnh lạ, giót một học sinh trung học Canada hồi những năm 1980 bỗng sợ vi trùng một cách vô lý. Anh này rửa tay hàng trăm lần mỗi ngày, chưa kể liên tục tắm. Mặc dù đã vào viện điều trị, giót vẫn không thể kiểm soát được hành vi của mình, đành phải ngừng việc học hành. Một ngày vào năm 1983, giót chán nản và hoang mang, anh nói với mẹ mình rằng không thể chịu đựng được nữa. Người mẹ buộc miệng, nếu cảm thấy quá tồi tệ, tự kết thúc bằng cách bắn vào mình đi. Nghe thấy thế, anh ta liền vớ lấy khẩu súng lục, đưa vào miệng và bóp cò. Viên đạn xé xuyên hộp sọ của giót, gây tổn thương thương thùy trước bên trái phần của não gây ra chứng bệnh của người này. May mắn thay, giót sống sót, và khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, anh nhận thấy nỗi sợ vi khuẩn của mình biến mất. Người gần như không có não. Đây là câu chuyện lạ lùng về một công dân người Pháp giấu tên được đăng tải trên tạp chí khoa học danh tiếng The Lancet năm 2003. Tạm gọi là Jacques, nhân vật này là một công chức ở Marseille, đã lập gia đình và có hai con. Một ngày nọ, cảm thấy chân trái của mình khá yếu, ông vào viện khám. Các bác sĩ biết khi Jacques còn nhỏ, ông đã bị tràn dịch não. Qua máy quét, họ kinh ngạc phát hiện, phần lớn đầu của Jacques chứa đầy chất lỏng. Thông thường, dịch não tủy đóng vai trò như một hệ thống đệm bao bọc xung quanh não, nhưng trong trường hợp của Jacques, do lưu thông bị tắc, dịch não tủy ứ động trong não, tạo sức ép làm cho não của ông giảm tới 50-70%. Nhưng kỳ lạ thay, Jacques vẫn sống tốt. Trong khi chỉ số IQ của ông chỉ có 75 nhưng ông có một công việc ổn định, lập gia đình và không gặp khó khăn khi tương tác với những người khác. Qua thăng, bộ não đó đã thích nghi với tất cả những áp lực, mặc dù Jacques có lẽ là người có ít tế bào thần kinh nhất. Khả năng thoát xác. Năm 2012, một sinh viên tâm lý học, tạm gọi là Riz, trình bày với giáo sư Claude Messier và Andra Smith thuộc Đại học Ottawa, Canada rằng cô thường xuyên thoát ra khỏi cơ thể mình và thậm chí có thể chủ động việc này. Riz kể, những chuyện lạ lùng đến với cô từ những giấc ngủ trước khi còn học mẫu giáo. Lớn lên, cô có cảm nhận rõ hơn cảm giác bồng bềnh và tự mình nhìn thấy cơ thể của mình trên giường hoặc sàn nhà. Đương nhiên, giáo sư Messier và Smith nghi ngờ nhưng khi đưa Riz vào máy chụp cộng hưởng từ, họ nhận thấy cứ khi nào nữ sinh viên này thoát xác là phần vỏ não chịu trách nhiệm tạo ra hình ảnh lại bị vô hiệu hóa. Thực tế, toàn bộ phía não phải của cô này không hoạt động, nhưng bên trái thì hoạt động tích cực. Giáo sư Messier và Smith cho rằng Riz trải qua một loại ảo giác, nó giống như một giấc mơ, trong đó bạn có thể thoát ra ngoài cơ thể mình. Họa bất đắc dĩ. Năm 1988, khi 35 tuổi, John Sakin, người Mỹ trong lần đi đánh gôn đột nhiên bị tổn thương dây thần kinh thính giác, dẫn đến ù tai không nghe thấy gì. Hy vọng dập tắt những tiếng ù không ngừng này, Sakin đã trải qua một ca phẫu thuật nhưng ông lại bị đột quỵ. Ca đột quỵ đó gây bất ngờ ở chỗ, Sakin bỗng cảm thấy thôi thúc phải vẽ tranh. Ông vẽ không ngừng nghĩ những phác thảo về các bệnh nhân, những hình dạng mệt ngoạc hoặc các khuôn mặt kỳ lạ. Có bữa ông phải ngừng ăn để ghi lại những ý tưởng trong đầu. Tài năng nghệ thuật bất ngờ phát lộ sau chấn thương não trong y văn thế giới mới ghi nhận có 3 trường hợp. Năm 1993, Sakin bắt đầu mở một studio nghệ thuật. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.